cái sản phẩm này bị chính những bạn KOL, KOC đó. Theo anh thì các cái kiểu KOL, KOC mà bây giờ có đang làm ảnh hưởng cái ngành đồng hồ không anh? Ý em là các bạn lên like bán phá giá đúng không? Kiểu vậy ạ. Nói chung là em xem trên trang có một kênh là kiểu kênh Alex Lê ấy. Có nói là KOL đã cho bay màu rất nhiều local brand về trong ngành thời trang thôi. Thế là sao? Thực ra anh nghĩ là quy trình trưởng thành của một ngành thôi. Ngành nào cũng thế, anh nghĩ vấn đề phá giá ấy, từ trước đến nay thì nó là vấn đề bài toán buôn thuở rồi đúng không? Ý cái anh Alex Lê này anh nói là bài toán khi mà mọi người kết hợp với nhau nó phải cộng sinh, win-win, chứ nó không hướng về một phía. Thì hiện tại bây giờ thì theo quan điểm của bạn Alex Lê thì em bảo là KOLC ấy, đường hiện tại bây giờ đang ép giá của các shop ấy, nếu cũng bảo là giá rẻ nhất, giá ở trên kênh tôi là không có ở đâu có các thứ này kia ấy, thì đương nhiên với nếu mà trường hợp như thế thì khi mà các cái nhà và shop đấy mà để ra mức giá nhất, thậm chí là anh nghĩ là không có lãi. Nếu mà thời điểm đầu ấy, có thể là các nhà bán hàng thì họ cần build shop, họ cần lượt bán, họ cần có lượt đánh giá các thứ này kia ấy, thì cái thời điểm đấy là họ có thể là họ chấp nhận lỗ hoặc là huề cũng được. KOC thì họ làm tiếp thị liên kết đúng không, chỉ quan tâm đến doanh số bán được và hoa hồng họ nhận lại được đúng không? Còn nhà bán hàng thì nhiều khi hiện tại bây giờ là không đang được để ý. Và đương nhiên nhà bán hàng mà khi không có lợi nhuận kéo về thì đương nhiên họ sẽ có hai hướng. Một hướng là họ sẽ tự build team in-house để họ tự like. Thứ hai như các local brand, vì sao mà các local brand phá sản? Để mà đi được cái bài toán dài hơi thì nhiều người không đủ dòng tiền. Những cái nhà bán hàng ngành đồ này thường thường là có lực. Thành ra là anh nghĩ là cái vấn đề này thì nó chỉ là thời điểm thôi, chứ nó không kéo dài lâu và nó quá ảnh hưởng đến cái ngành đồng hồ đâu. Nhưng mà em thấy nha, thì làm gì có ai ép các shop mà kiểu hợp tác với mấy ông đấy đâu. Họ tự nguyện đúng không? Bây giờ họ phải tự nguyện thì mới được. Bây giờ một bên thì có doanh số, một bên thì cũng có lượt bán và đánh giá các thứ để coi như đấy từ chi phí xây dựng shop thì sao? Cái này cũng đúng, nhưng em để ý là gần đây có một cái trend công bạt của bên Trung Quốc đúng không? Một anh này anh mua con mẹc Maybach bị lỗi thì anh ấy bảo mang đến bảo hành nhưng đại lý bảo hành từ chối, thì là cả một cái cộng đồng sử dụng ô tô bên đấy là kiểu đẩy phong trào gọi là phong sát cái thương hiệu mẹc đấy đi. Thì thực ra là anh thì anh không ý kiến đâu, nhưng anh rất thích cái cách làm việc của người Trung Quốc. Thì thứ nhất là họ làm việc gì họ rất đoàn kết. Thứ hai là mỗi một cái ngành thì thường họ sẽ có một cái hiệp hội để mà bảo vệ những người bán với nhau. Thì anh khẳng định luôn nhá, người tiêu dùng ấy mà mua được cái sản phẩm đấy cái giá hời ấy, thì anh nghĩ cái chất lượng về bản thân là thứ nhất là chất lượng bảo hành hậu mãi, và cái mà sau này ấy, thì thường anh nghĩ là nó sẽ là kém. Và đương nhiên là anh em cứ mua hàng ở trên đấy, anh em sẽ có những cái trải nghiệm riêng của anh em. Nếu mà lợi ích nghiêng về một phía ấy, thì nó sẽ không được bền lâu. Để mà đi đường dài thì cả hai bên anh nghĩ là win-win. Thì tất cả các ngành khác mà muốn đi chung với nhau là anh em phải ngồi lại với nhau để tìm một cách hướng anh em cùng gọi là hợp tác để đi được phát triển đường dài đúng không? Nếu mà trường hợp mà nhà bán hàng bán được giá cao hơn khách hàng ok, thì nếu mà đắt rẻ thì nó phải có sự so sánh. Với nhà bán hàng bán được cao hơn một chút thì khách hàng sẽ được lợi gì, có nghĩa là người ta có lợi nhuận thì người ta sẽ dùng cái tiền đấy ra đóng thuế đúng không? Thứ hai là khách hàng sau này khi mà người ta có cái chi phí thì các cái dịch vụ sau này hậu mãi, và đồng hồ là nó sản phẩm sử dụng lâu dài chứ không phải là sử dụng 1-2 ngày như kiểu quần áo các thứ đâu. Khi mà anh em mua online đồng hồ chưa hỏng đã nhà bán hàng đã bay màu rồi, thành ra là nên mua các nhà bán hàng mà người ta trụ được ấy, thì các đương nhiên người ta sẽ có những cái dịch vụ hậu mãi. Còn anh em mà cứ mua rẻ trên đấy, sau anh em nếu có lỗi hỏng anh em sẽ có những cái trải nghiệm riêng của anh em để mà có sự nhận định thôi. Muốn thị trường nó trưởng thành lên thì nó đều có sự phù hợp, nghĩa là cảm thấy ai phù hợp nhà thì làm thôi.